Việt Nam quê hương tôi, hoa ban trắng thắm mùa xuân về, quanh co những con đường sương mờ, tháng ngày suối gì dầm xeo khúc ca. Chiều về nơi biên cương, lời ai hát nương trẻ sao động, rộn tiếng mõ châu đang về bàn, tiếng khen ai gọi ai cuối nương. Việt Nam quê hương tôi, bao la những thanh đồng lúa vàng, xôn xao tiếng ve gọi trưa hè, mát rượi những dòng sông uốn qua. Chiều về trên quê hương, làn hơi bếp thơm mùi sang già, rộn câu hát ai ơi mùa về, tiếng cười tiếng tre rộn vang xóm làng. Ôi Việt Nam quê hương của tôi, con sông vẫn bao đời xuôi về, mắng con nước hòa vào với biển, gió giật sóng gầm thuyền ta lướt nhanh. Kia bình minh cả chân trời ngày mai sáng tươi, để ngày hôm nay mùa xuân lại hát trong từng ánh mắt nụ cười Việt Nam. Việt Nam quê hương tôi, cao nguyên gió nắng vàng đất đỏ, voi kêu gỗ mang về buôn làng, ngút ngàn nương cà phê ngắt thơm. Lửa bừng đêm cao nguyên, cồng chiêng vai ngước chân trai làng, và lúng liếng em trao nụ cười, vít cần chén rượu ngả nghiêng đất trời. Ôi Việt Nam giật sóng gầm thuyền ta lướt nhanh, kia bình minh lên thuyền ai quăng lưới, ngoài khơi xa cá bạc đầy khoang. Ôi Việt Nam quê hương của tôi, thênh thang những con đường ta về, lung linh những ánh đèn phố phường, thắp cả chân trời ngày mai sáng tươi, để ngày hôm nay mùa xuân lại hát trong từng ánh mắt nụ cười Việt Nam. Bạn bè muôn phương vòng tay nồng ấm, con đường phía trước rạng Việt Nam.
cánh mây vòng ánh nắng chiếu qua thềm, người ta rộn rã chúc Tết trẻ con rực rỡ áo tê, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng cho đón năm mới thêm tươi mừng, hót lên không ngơi ngừng rằng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình vui bánh trưng tỏ hương gia đình, bố đang ăn mưa xưa mẹ tí tay cả đà xưa. Và thế là Tết đã đến, ngồi săn rộ rác cánh én, bà con hàng xóm nao nức đi chùa cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới hên. Và rồi mùa xuân lại đến, và rồi năm mới lại sang, cùng cho nhau bao lời chúc, cùng tặng nhau những khúc ca rộn ràng. Bác nông dân bội thu mùa màng, chàng sinh viên tương lai ngời sáng, ai cũng được về quê ăn Tết dù cho năm công việc đang ngổn ngang. Cánh én bay ngập trời, khẽ qua những khúc cửa, hoa là đôi nhau đâm chồi, về sân những hạt mưa. Mẹ gói cái bánh trưng, bố về mâm mua quà, ông đi mua về cái hộp mứt, bà đi chợ mua hoa. Rồi vang từng tiếng pháo Tết, cánh mây vàng ánh nắng chiếu qua thềm, người ta rộn rã chúc Tết trẻ con rực rỡ áo tê, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng chào đón năm mới thêm tưng bừng, hót lên không ai ngần rằng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình muôn bánh trưng tỏa hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa mẹ tí tay cả đà xưa. Chùa. Cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mới đến, cầu cho một năm mới từ làng trên đến xóm dưới, từ phố thị đến nông thôn, trẻ con khoe tầm ào mười tiếng cười hòa chung tiếng pháo dồn, giắt tay nhau lên chùa và cầu chúc bình an, mong cho niềm vui năm mới trọn vẹn, mong nỗi buồn tiêu tan. Phong ba lớn phong ba nhỏ, những phong ba một đỏ, mẹ cả con anh tặng em cũng ra lì xì cháu nhỏ, chúc anh làm ăn phát tài không còn lo khốn khó, sang năm mới tạm biệt năm cũ phải mua được căn nhà to to, gác lại mọi bộn bề công việc, ai dù bận đến đâu thì cũng phải xách ba lô về nhà, cũng ăn Tết với nhau, cũng ăn Tết với nhau. Và thế là Tết đã đến, rộn vang từng tiếng pháo Tết, cánh mây vàng ánh nắng trước qua thềm, người ta rộn rã chúc Tết trẻ con rực rỡ áo Tết, cầu mong một năm mới hè lũ chim non vui mừng cho đón năm mới thêm tươi mừng, hót lên không ai ngần rằng Tết đến theo mùa xuân, Tết vui trong yên bình mỗi bánh trưng tỏa hương gia đình, bố đang ăn mứt dừa mẹ tí tay cả đà xưa. Và thế là Tết đã đến, ngồi dân rộn rã cánh én, bà con hàng xóm nao nức đi chùa, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mãi đến, cầu cho một năm mới hên, cầu cho một năm mới hên, cầu cho hạnh phúc quyên lên, cầu cho mọi thứ mãi đến, cầu cho một năm mới
của người người đi hai lầu. Đẹp xinh đất trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trắng tiếng trong xuân, long phụng về đây sung vầy. Phát lộc tài ở khắp nơi phố phường, một đợt mới an khang bình an bên nhau. Mừng Tết đến và đón đến nhà nhà, cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều đồ hoa Tết này. Tết đến là thu cũng ở bên đất hồng, hòa nụ bánh chim xanh chờ xuân đang xa. Mừng Tết đến và đón đến nhà nhà, cây mai vàng cây đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến càng thu cũng có đêm đêm hồng, và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đã xa. Vâng, kính thưa quý vị, ca khúc Ngày Xuân long phụng xông vầy gửi gắm những ước mơ khát vọng của chúng ta về một mùa xuân ấm áp. Và chương trình Xuân Ấm năm 2022 với sứ mệnh, vai trò của mình là mang đến những mùa xuân ấm áp đến cho tất cả mọi người đến đây đã thành công tốt đẹp. Và để thực hiện được chương trình này, chúng tôi xin được cảm ơn các nhà tài trợ đã đồng hành cùng với chúng tôi để chương trình này có thể đến được với tất cả mọi người. Và chúng tôi trân trọng được mời các nhà tài trợ cùng lên sân khấu để cùng các nghệ sĩ chúng ta nhận hoa để chúc mừng cho thành công của chương trình ngày hôm nay. Xin mời đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Donacop, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam, Trung Nam Group, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Quỹ Thiện Tâm Tập đoàn Vingroup, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HD Bank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh, Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet. Và chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân và đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Nhân dân sẽ lên tặng hoa cho các nhà tài trợ và các nghệ sĩ. Mùa xuân ấm áp lại về, không khí chào đón năm mới đang rộn ràng khắp phố phường. Và chúng tôi mong rằng Quỹ Hạt Giống Việt của báo Nhân dân sẽ tiếp tục gắn kết cộng đồng để mang đến những căn nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mang đến những suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên để các em tiếp bước, chinh phục trên con đường đỉnh cao tri thức của mình.